7 ngày sắp tới, mùng 8 đến 15 âm lịch, bốn con giáp trúng số cực đậm, bất ngờ đổi đời, tiền tỷ, cầm tay, vàng nhét, chật kép. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Vậy là chúng ta đang trải qua những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán và trở lại với guồng quay của cuộc sống. Nhân dịp năm mới, kênh Phong Thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Quý vị thân mến, đứng trước thềm năm mới có rất nhiều con giáp đang băn khoăn rằng liệu vận may tương lai của mình sẽ ra sao, liệu mình sẽ được giàu sang hay sung túc, hay vướng phải vận xui rủi, may rủi, tai nạn thường xuyên. Trong năm mới, ai ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp, may mắn và bình an đến với gia đình của mình. Trong năm 2021, có một số con giáp sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một số con giáp ngay trong ngày, tháng, đầu năm đã nhận được những may mắn từ thần tài và quý nhân giúp đỡ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về vận mệnh của bốn con giáp trong thời điểm từ mùng 8 cho đến rằm tháng Giêng âm lịch. Bốn con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, may mắn từ công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên đều viên mãn. Về vận mệnh của bốn con giáp này sẽ ra sao, có gì đặc biệt, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Thìn, từ vi tháng 1 âm lịch của người tuổi Thìn nhận thấy, trong thời điểm từ ngày mùng 8 cho đến 15, vận trình của người tuổi Thìn có khá nhiều biến động. Nhìn chung, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Quan hệ tam hội cụ sẽ đem lại cho những chú rồng một khoảng thời gian dài rực rỡ hơn so với các con giáp khác. Công việc áp lực ở mức vừa phải, song bản mệnh tập trung xử lý đâu vào đó, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, sau đó sẽ có sự thay đổi đáng kể do nguyệt lệnh lâm đất dưỡng là điềm báo vận trình trong các tàng hung, lại thêm sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây ra họa thị phi, tiểu nhân ngáng trở. Do đó, bạn hãy luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận và ứng phó. Đừng quên có lòng dè chừng trong các mối quan hệ. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai ở bên cạnh bạn. Hành sự thật tỉ mỉ và thận trọng, bạn sẽ tránh được những xui xẻo bất ngờ. Tài vận trong thời điểm này ở mức khá, không có nhiều khoản thu vào. Đã vậy, việc chi tiêu nhiều trong dịp Tết đã ngốn của bạn không ít tiền. Nếu không sớm cân bằng lại chi tiêu, bạn sẽ rất dễ gặp họa phá tài. Hơn nữa, việc kinh doanh buôn bán đầu năm cũng chưa sôi động, chủ yếu vẫn phải dựa vào thu nhập từ công việc chính. Vận trình tình cảm của những chú rồng cũng không được lý tưởng, có những mâu thuẫn tiềm ẩn suốt từ trong Tết. Nhưng không vì vậy mà không khí năm mới nên cả hai đã cố nhịn để không làm ảnh hưởng đến gia đình. Song nếu không sớm giải quyết vấn đề thì nó như một quả bom nổ chậm, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Phương diện sức khỏe, tuy không gặp phải vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó, chú ý đi đứng thận trọng, lái xe an toàn, khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang ngày đầu năm. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho tuổi Sửu trong năm Tân Sửu. 2. Tuổi Tuất. Tử vi có cho thấy trong 7 ngày sắp tới, vận trình của người tuổi Tuất bừng sáng nhờ tam hợp nâng đỡ, công việc tiến triển đều, cảm giác làm mọi thứ thong thả hơn, không cần phải quá lao tâm, khổ tứ.
Lại thêm quý nhân hữu bận trợ mệnh, dù thời điểm đầu năm bản mệnh vẫn chưa thực sự tập trung 100% vào công việc, tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng gặp thiên thời, điển lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Áp lực công việc lúc này không lớn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn hoạch định những kế hoạch, dự án mới cho cả năm. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy báo hiệu vận trình trước vượng sau suy. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt, xấu để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhìn chung, tình hình tài chính của người tuổi Tuất bình ổn. Việc kinh doanh buôn bán đầu năm tuy chưa sôi động nhưng vẫn có nhiều khoản, không lo túng thiếu. Đặc biệt, bạn nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen, kẹo ham mê quá đà sẽ gây phá tài nặng. Bên cạnh đó, bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của những người độc thân trong thời điểm này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Ngoài ra, đầu xuân năm mới gia đạo an yên, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu, nhiều cặp đôi có thể tính chuyện cưới xin ngay trong tháng riêng này. Còn vấn đề về sức khỏe, thời điểm này bản mệnh nên chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc gặp họa huyết quang do ngũ quỷ hung tinh tác động. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Tuất cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. 3. Tuổi Sửu. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Sửu nhận thấy, vận trình từ mùng 8 đến rằm tháng riêng của người tuổi Sửu có khá nhiều biến động không ngừng, cảm giác tất bật khá rõ, không lúc nào được ngơi nghỉ tay chân. Nguyệt lệnh lâm đất mộ gây ra không ít sự tù túng, bế tắc, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực thật sự mới mong đột phá hoàn cảnh khó khăn. Nếu bản mệnh vẫn giữ tâm lý nhàn tản của dịp năm mới thì sẽ rất bất lợi cho đường công danh, sự nghiệp của bạn. Thế nhưng đừng quá lo lắng, trong thời điểm này, những chú trâu vẫn được cát tinh chính ấn nâng đỡ nên mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy dưới bàn tay sắp xếp khéo léo của bạn. Thành công có được tuy phải trải qua nhiều gian nan, thử thách, đổ nhiều mồ hôi, công sức, tổn hại trí não nhưng hoàn toàn xứng đáng, khiến bạn vô cùng tự hào về bản thân. Tài vận trong thời điểm này cũng khá ổn định, ít biến động xảy ra. Cũng nhờ bản mệnh đã có kế hoạch tài chính rõ ràng và hợp lý từ tháng trước Tết, nên mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chính tài hầu như không tăng tiến, vẫn chủ yếu đến từ thu nhập của công việc hiện tại. Thứ tài tuy cũng có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, bản mệnh ít gặp may mắn về tiền bạc. Tốt hơn hết, tránh xa các trò đỏ đen, kẻo, tham quá, hóa thân. Đường tình duyên của bản mệnh tiến triển khá thuận lợi, đào hoa nở rộ nhờ các tinh chiếu rọi, rất có lợi cho việc cải thiện mối quan hệ của bản mệnh cũng như tăng cơ hội tìm thấy một nửa thích hợp cho người độc thân. Bên cạnh đó, phương diện sức khỏe đầu năm mới cũng cần được chú ý quan tâm. Ăn uống sinh hoạt điều độ để khí huyết lưu thông ổn định, thể chất đảm bảo cho những kế hoạch đầu năm đầu tháng. Bạn cũng nên lưu ý khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, va chạm xe cộ, họa huyết quang. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 4. Tuổi Hợi. Vận trình của người tuổi Hợi trong 7 ngày sắp tới đang trên đà phát triển. Nhờ được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, bản mệnh sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vận vượng, được trợ giúp từ nhiều phương diện, rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh. Mặc dù tháng đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh, không muốn động do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Cho nên nhờ sự xông xáo của mình, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận trong thời điểm này cũng khá sáng,
nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định. Các nguồn thu khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính thức, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, bản mệnh có sao Thái Âm phù trợ nhân duyên, giúp chuyện tình cảm của tuổi Hợi phát triển tốt đẹp. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân, tình cảm vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa hai người luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Về phương diện sức khỏe, nguyên lệnh lâm đất, bệnh có thể khiến sức đề kháng giảm sút, bản mệnh sẽ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa, bệnh cúm tái phát. Bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện thể chất. Để kích vượng sự nghiệp và tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.